Cô chào các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi chữa bài của buổi số 204 và giao bài của buổi số 205. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi how much là câu hỏi về giá tiền. Vậy thì bây giờ mình sẽ đến với phần chữa bài ngày hôm nay. Câu 1, chiếc váy này bao nhiêu tiền? Chúng ta sẽ dùng với câu hỏi how much và các bạn chú ý cho cô với danh từ số ít hoặc là số nhiều nhé. Rồi, vậy ta có how much does this dress cost? Chúng ta thấy rằng là chủ ngữ this dress là số ít. Vậy ta dùng trợ động từ does. How much does this dress cost? Số ít thì ta dùng does. How much does this dress cost? Câu 2. Quyển sách này bao nhiêu tiền? Đây cũng là với chủ ngữ số ít, đúng không nào? Vậy ta có how much does this book cost? How much does this book cost? Với chủ ngữ quyển sách này là số ít, vì vậy ta dùng trợ động từ là trợ động từ does. How much does this book cost? Câu 3. Chiếc ô tô này bao nhiêu tiền? Vẫn là chủ ngữ số ít, đúng không nào?
Vậy ta có how much does this car cost? Đó, rất là dễ, cả 5 câu chắc là nó chỉ có cùng một dạng này thôi. Thế nhưng mà các bạn phải chú ý là khi nào số ít, khi nào số nhiều để chúng ta dùng trợ động từ cho đúng. Câu 4. Chiếc máy tính này bao nhiêu tiền? Vẫn là chủ ngữ số ít đúng không nào? Vậy ta có how much does this computer cost? Đó. How much does? Chúng ta dùng trợ động từ does đi với chủ ngữ this computer là chủ ngữ số ít. How much does this computer cost? Câu 5. Những quyển sách này bao nhiêu tiền? Đến câu 5 này thì chúng ta mới thấy rằng là đây là chủ ngữ số nhiều. Những quyển sách này. Đúng không ạ? Vậy ta có how much do the books cost? Đó, số nhiều là mình phải dùng trợ động từ là trợ động từ do. How much do the books cost? Rồi, vậy các bạn sẽ có thời gian để xem lại cả 5 câu trong phần chữa bài ngày hôm nay. Chúng ta dùng với how much, đi với chủ ngữ số ít ta dùng does, và đi với chủ ngữ số nhiều ta dùng do. Nào chúng ta còn câu nào chưa làm được thì các bạn sẽ chữa bài và giúp cô.